thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố. Thuê nhiều xe trên địa bàn rồi mang đi thế chấp cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, một người vừa bị công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bắt giữ. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với những người đang kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái. Giả là người có nhu cầu thuê xe tự lái, Nguyễn Dương Phương đã lên mạng xem thông tin, trao đổi rồi thuê xe. Mỗi chiếc xe được Phương thuê với giá từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng một ngày. Tuy nhiên khi nhận được xe, Phương đã đem đi bán với giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Để có thể thuê được nhiều xe, Phương đã rất tinh vi khi chuẩn bị giấy tờ và thay đổi địa điểm thuê nhằm tránh bị phát hiện. Công an quận Ba Đình, Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Dương Phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trên thực tế, việc cho thuê xe ô tô tự lái là hình thức kinh doanh gặp nhiều rủi ro và đa phần khi bắt giữ được kẻ lừa đảo thì toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã bị tiêu hết. Và khi đó, thiệt hại thuộc về phía người cho thuê và người cầm cố mua xe. Vì vậy, mỗi chủ sở hữu khi cho thuê, cho mượn cần phải nâng cao cảnh giác, tránh sập bẫy kẻ xấu mà mất mát tài sản.